Chào Nị. Nị ơi, nhắc tới dàn nhạc á thì chắc là Nị sẽ nghĩ tới mấy cái nhạc cụ bóng loáng, đắt tiền như là piano nè, violon vân vân. Nhưng mà ở Paraguay á đã có một dàn nhạc rất là đặc biệt xuất hiện. Tên dàn nhạc đó là Recycle Orchestra, nghĩa là dàn nhạc tái chế. Lý do có cái tên này á là vì mấy bạn nhỏ ở đây á sống trong một khu ổ chuột nghèo nên mấy bạn á đâu có mua được mấy cái nhạc cụ đắt tiền đâu. Cho nên á, toàn bộ nhạc cụ của mấy bạn đều được tái chế từ rác thải ở khu mấy bạn ở luôn á nị. Ý tưởng này bắt đầu cách đây hơn 10 năm. Ông Fabio Chavez thì ông là một kỹ sư môi trường. Ông đã nảy ra ý là sẽ dạy nhạc cho mấy bạn nhỏ khu vực này. Tuy nhiên á, số lượng nhạc cụ quyên góp từ thiện á, không có đủ cho tất cả mọi người. Trong lúc khó khăn như vậy á, thì một ông khác tên ông là Nicola Gomez, hay còn gọi là ông Cola. Ông là một nghệ nhân rất có tài năng nha. Và ông đã nảy ra ý là chế tạo nhạc cụ từ phế liệu để mọi người đều có một nhạc cụ để học nhạc. Thấy thường ghê ha. Thì như Nị thấy đó, ống nước nè, rồi vỏ hộp, nắp chai đều có thể được tái chế để phát ra những cái âm thanh tuyệt vời. Sau đó, nhờ sự thành công của ban nhạc này, đời sống ở khu vực này nó cũng dần dần khá lên và sạch đẹp hơn nữa, do mọi người bắt đầu có ý thức bảo vệ môi trường rồi. Giờ thì Nị thưởng thức một vài clip mà các bạn đàn thử nha. Cô sẽ để link bên dưới. Mong Nị thành người đàng hoàng. Bye Nị.